sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song. Sunday New Song, sống cho Chúa, hát cho Ngài. Bài ca mới được phát sóng vào lúc 10 giờ 10 phút sáng Chủ nhật đầu tháng. Trong tập thứ 3 này, Naomi xin mời quý vị cùng hòa lòng dâng lên Chúa lời ca ngợi trong 3 sáng tác mới của tác giả Sa Anh, tức là bạn Thanh Trúc đang ngồi đàn piano ở đây. Và bây giờ là bài hát đầu tiên, Bạn và tôi. Xin mời ban nhạc. Sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song. Bằng hữu tốt thương mến nhau luôn luôn, hành trình đức tin của tôi có bạn. Dẫu gian nan khó nguy, ta luôn đồng hành, muôn nơi cha sai ta đi. Tình yêu thương chẳng hư mẫn bao giờ, tay trong tay bước đi vững tâm không đau sợ. Bạn và tôi cùng nhìn lại hành trình chúng ta đi qua, và trình sang mọi điều lên cha. Tháng năm Chúa ban cho ta trân trọng, viết lên những câu chuyện ý nghĩa cho đời. Bạn và tôi là ánh sáng và vui, cùng nhau dâng tiếng hát truyền danh Chúa ra. Hãy đem đến cho nhau những hy vọng để thắp sáng yêu thương đến bao người, dù cho ta ở đâu và hoàn cảnh dẫu ra sao. Bạn và tôi luôn giao truyền phúc âm. Bằng hữu tốt thương mến nhau luôn luôn, hành trình đức chúng ta đi qua, và trình dâng mọi điều lên cha. Tháng năm Chúa ban cho ta trân trọng, viết lên những câu chuyện ý nghĩa cho đời. Bạn và tôi là ánh sáng và môi, cùng nhau dâng tiếng hát truyền danh Chúa ra. Hãy đem đến cho nhau sáng yêu thương đến bao người, dù cho ta ở đâu và hoàn cảnh xấu ra sao. Bạn và tôi luôn giao truyền phúc âm. Bạn và tôi là ánh sáng và muối, cùng nhau dâng tiếng truyền danh Chúa ra. Hãy đem đến cho nhau những hy vọng để thắp sáng yêu thương đến bao người, dù cho ta ở đâu và hoàn cảnh xấu ra sao. Bạn và tôi luôn giao truyền phúc âm. Bằng hữu tốt thương mến nhau luôn luôn, hành trình đức tin của tôi có bạn. Sau gian nan khó nguy, ta luôn đồng hành, muôn nơi cha sai ta đi. Sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song.
Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Bạn và Tôi. Nội dung của bài hát này cũng chính là tâm tình của Sa Anh muốn gửi gắm đến quý vị qua câu kinh thánh trong sách Châm Ngôn, đoạn 17, câu 17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Và đó cũng là câu chuyện tình bạn của chính Thanh Trúc và Naomi. Từ khi Thanh Trúc còn là một cô bé thiếu niên dễ thương, sốt sắng trong ban thiếu niên, và Naomi là một cô bé từ miền núi rụt rè mới chuyển xuống thành phố cùng với gia đình, thì Thanh Trúc là người chủ động đến chào hỏi và khích lệ Naomi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó. Trải qua những năm tháng tuổi thiếu niên rồi đến thanh niên cùng với nhau, sau đó hai đứa lần lượt lập gia đình và có những đứa con, thì Naomi không ít lần vấp ngã hoặc trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy có xa cách về địa lý nhưng Thanh Trúc vẫn luôn ở đó khích lệ nâng đỡ Naomi trong đời sống cá nhân cũng như đời sống phục vụ Chúa và không bao giờ từ bỏ Naomi. Đó cũng chính là điều mà Naomi luôn biết ơn Chúa khi mình có được một tình bạn như vậy. Và trong tâm tình được Chúa kêu gọi đem tin lành hy vọng của Chúa Giê-xu đến cho người chưa tin ở mọi nơi mà Chúa kêu Naomi bước đi. Ước mong rằng bài hát Hy vọng cho đời người sẽ đem đến cho quý vị thân hữu một niềm hy vọng nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Xin mời quý vị cùng hòa lòng. Sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song. Thời giờ như thoi trong đưa, đời người mong manh như gió mây trôi thoáng qua. Và kìa vinh hoa thế gian chỉ là hư vô trong phút chốc chẳng còn gì. Anh biết không, khi anh cô đơn không ai ủi an. Giê-xu yêu thương mãi luôn ở cùng. Đêm mau qua đi, ánh dương sẽ về. Giê-xu đang ban hy vọng. Thời giờ như thoi trong đưa, đời người mong manh như gió mây trôi thoáng qua. Và kìa vinh hoa thế gian chỉ là hư vô trong phút chốc chẳng còn gì. Sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song.
Cảm ơn Chúa, sống trao đi và chia sẻ tình yêu, ơn cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chính Naomi, cũng chính là tâm tình mà Chúa luôn đặt để trong lòng Naomi. Được hát về chính Chúa và về như thế nào Chúa đã kêu gọi Naomi tin nhận Chúa là điều mà Naomi luôn cưu mang. Cảm ơn Chúa, từ một thanh thiếu niên yếu đuối, nhiều lần vấp ngã, nhưng chỉ duy bởi lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa mà Ngài vẫn tiếp tục dùng Naomi trong việc ca ngợi Chúa bằng tiếng hát của mình. Và bài hát tiếp theo của Sa Anh, Naomi xin mời quý vị cùng hòa lòng với ca khúc Sống Trọn Từng Phút Giây. Sống cho Chúa, hát cho Ngài, Sunday New Song. Sống quá khó khăn, người người vẫn đang hy vọng đến một ngày nụ cười trở lại trên môi. Giấc mơ luôn còn đó, bao em thơ mơ đến trường, bao người mơ được ấm no trong căn nhà nhỏ. Giấc mơ luôn còn đó, mùa này yên bình không tranh chiến, mơ thuận hòa đến trên đất này. Ta có thể làm gì để thế giới hôm nay được tốt hơn? Điều ta đang có là gì? Là thời gian, tình yêu tuổi trẻ, hay khát khao được sống ý nghĩa cho đời, để yêu thương sẽ chia cho người, sống trọn vẹn trân trọng từng phút giây. Soi trong thế gian, nhận lấy sứ mạng, đem đến hy vọng và thắp sáng ước mơ. Người người vẫn luôn trông chờ, hãy nâng tay nguyện cầu và ra đi. Chỉ khó khăn ta vui lòng giúp đỡ, sống sẽ chia hạnh phúc, trao đi những điều ta đang có, đem hòa bình đến trên đất này. Ta nắm tay nguyện cầu cho thế giới hôm nay được tốt hơn, điều ta ao ước sẽ giúp đỡ, sống sẽ chia hạnh phúc, trao đi những điều ta đang có, đem hòa bình đến trên đất này. Ta nắm tay nguyện cầu cho thế giới hôm nay được tốt hơn, điều ta ao ước sẽ thành hành động yêu thương ngày hôm nay. Và sống ý nghĩa cho đời, để mang vui ấm no cho người, sống trọn vẹn trân trọng từng phút giây. Sống trọn vẹn
sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng dâng lên Chúa lời ca ngợi trong Sunday New Song số thứ 3. Hẹn gặp lại quý vị trong Sunday New Song số thứ 4 với những bài ca mới dâng lên Chúa. Sống cho Chúa, hát cho Ngài. Sunday New Song.